vùng nông thôn, rau rang, rau muống, thân chuối mọc lên tự nhiên rất nhiều. Với những hộ trang trại chăn nuôi gà vịt thì đây là nguồn nguyên liệu tốt để bà con có thể băm nhỏ cho gà vịt sử dụng. Việc vận dụng tối ưu nguồn nguyên liệu về chất lượng cũng như là khối lượng, chắc chắn rằng bà con sẽ phải thái nhỏ thì sau đó chế biến mới cho gà vịt sử dụng được. Khối lượng trang trại chăn nuôi từ 200 đến 500 con thì công việc sẽ diễn ra bao lâu? Vâng, với việc thái băm nguyên liệu cho từng đấy con sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, công ty Takeo đã cho ra đời một sản phẩm máy băm chuối, máy thái rau bèo Takeo TK15 nhằm giúp bà con thực hiện công việc chỉ trong nháy mắt và tích tắc. Máy mang lại năng suất cao cũng như tiết kiệm được thời gian và công sức cho bà con. Thái chuối Takeo TK15 có cấu tạo vô cùng đơn giản. Phía trước là thùng làm việc của máy, được khóa bởi hai chốt khóa an toàn. Phía sau máy là miệng nạp nguyên liệu, được thiết kế nằm nghiêng giúp bà con dễ dàng đưa nguyên liệu trong quá trình vận hành. Motor sử dụng điện một pha với công suất 1.5 kW phù hợp với mọi hộ điện gia đình. Khung máy được làm bằng sắt chữ V, giúp cố định và chắc chắn hơn. Như bà con thấy, bên trong thùng làm việc được gắn một dao to hai lưỡi bằng nhíp ô tô nên có độ sắc bén cao. Trong quá trình sử dụng lâu dài thì dao vẫn giữ được độ sắc bén, giúp cho nguyên liệu băm ra không bị chảy nước, không bị dập. Kính thưa bà con, Takeo sẽ được bảo hành đến 18 tháng về máy. Motor lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất. Bà con lưu ý để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không chính hãng. Khi mua máy, trên thân máy Takeo sẽ có dòng chữ dập nổi của Takeo để bà con dễ dàng nhận biết hơn đó là hàng chính hãng.